Xin chào quý vị và các bạn đến với tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6 tháng 2 vừa qua khiến cho số người thiệt mạng ở hai quốc gia này không ngừng tăng nhanh lên hơn 4.300 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều người sống sót sau động đất thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chết lặng khi nhìn khung cảnh đổ nát của các tòa nhà, khắp nơi là tiếng kêu cứu và tuyệt vọng chờ đợi tin tức người thân. Nhưng điều khiến cho người ta càng thấy đau lòng hơn cả là cảnh tượng các bậc cha mẹ đang khóc khi ôm những đứa con không còn sự sống trên tay còn nỗi đau nào hơn khi chứng kiến những đứa trẻ phải chịu đau đớn, sợ hãi cùng cực như thế? Sau nửa đêm ngày 6 tháng 2, những chiếc máy xúc vẫn khẩn trương xới đống đổ nát của các tòa nhà chung cư bị sập giữa thời tiết lạnh giá để tìm kiếm nạn nhân. Dù nhân viên cứu hộ biết khả năng tìm thấy những người sống sót là rất mong manh. Iker, một kỹ sư môi trường 43 tuổi, có gì bị trôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà trên đại lộ Suleiman Demiren, ngoại ô Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đây là một hoạt động phục hồi không phải giải cứu. Ông nói, chúng tôi vẫn đang hy vọng mặc dù trong thâm tâm chúng tôi biết rằng họ gần như không thể sống sót nhưng chúng tôi vẫn nuôi hy vọng cho đến khi nhìn thấy kết quả là gì. Tòa nhà 16 tầng với hai căn hộ mỗi tầng đã sụp đổ hoàn toàn, để lại một gò đất lớn. Ai cơ nói, trừ khi họ nằm trong một túi tam giác và không bị đóng băng, nếu không tất cả đều bị nghiền nát. 10 tòa nhà khác ở Arana được cho là đã bị sập. Lực lượng cứu hộ kêu gọi mọi người giữ im lặng xung quanh các tòa nhà bị phá hủy để họ có thể xác định được tiếng kêu cứu của những người bị mắc kẹt bên dưới. Cả ngày 6 tháng 2, những người hàng xóm và người thân của Iker đã duy trì một buổi cầu nguyện thương tiếc nạn nhân trong sân tòa nhà, quận mình trong chăn và sưởi ấm quanh đống lửa. Khi đêm xuống, tiếng khóc nức nở của một phụ nữ át cả tiếng máy bay không người lái của đội cứu hộ. Ai cơ nói sẽ ở lại đến khi xác người gì được tìm thấy, dù cho rằng việc này có thể mất một ngày nữa. Khi các nhân viên cứu hộ phát hiện ra những bức ảnh từ đống đổ nát, những người hàng xóm và người thân nạn nhân đi xung quanh và cố gắng xác định căn hộ của họ. Eker nghe nói một số ngôi nhà có tới 10 đứa trẻ sống trong đó. Ông không biết có bao nhiêu người sống ở đó, nhưng nói số người được cứu sống đến nay ít hơn nhiều so với con số mà tôi tin là các nạn nhân đang mắc kẹt. Sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đầu tiên xảy ra vào khoảng 4 giờ 17 phút sáng ngày 6 tháng 2 giờ địa phương, vô số gia đình bị thiệt mạng khi đang ngủ. Nhưng nhiều người khác vẫn đang kêu cứu, sử dụng điện thoại cung cấp địa chỉ và cầu xin mọi người đến giải cứu khỏi đống đổ nát. Tại Diyarbakir, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người sống sót nói rằng rung chấn dữ dội đến mức khiến họ cảm thấy chóng mặt và choáng váng. Và lúc bình minh sau khi đào bới trong đống đổ nát tìm người thân, những người sống sót kinh hoàng nhìn cảnh cả khu dân cư bị tàn phá toàn bộ. Tính đến sáng ngày 7 tháng 2, có hơn 4.300 người thiệt mạng trên khắp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Con số này dự kiến tiếp tục tăng mạnh khi lực lượng cứu hộ đến các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất của cả hai nước. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số người tử vong có thể vượt quá 20.000, hơn 10.000 người bị thương và hàng nghìn tòa nhà đã bị phá hủy. Trong số những người sống sót ở thị trấn ven biển phía nam Sharmantra của Thổ Nhĩ Kỳ, có Baris Japa, một sinh viên cao học 28 tuổi, ngồi trong xe. Japa nói, anh đang ở ngay bên ngoài tòa nhà của ông bà mình, nơi đã bị sập và họ vẫn mắc kẹt bên trong. Tôi đang ngủ trong phòng và bị đánh thức bởi những cơn chấn động khi bố tôi lao vào phòng đánh thức tôi dậy japan nói kể cả gia đình phải tháo chạy khỏi tòa nhà khi nó rung lắc dữ dội và đi thẳng đến nhà ông bà anh nhưng khi đường phố vang lên tiếng la hét và khóc lóc anh nhận thấy tất cả các tòa nhà đã sụp đổ JAPA cho biết các nhân viên cứu hộ đã choáng váng trước quy mô của thảm họa. Các đội cứu hộ đã được điều động từ Istanbul và những nơi xa hơn đến hỗ trợ, trong khi người dân chỉ có thể lo lắng và chờ đợi. JAPA nói, những người như chúng tôi vẫn còn bên ngoài, sợ hãi trở về nhà hoặc chờ đợi, nhận dạng người thân. Khó có thể đo lường được mức độ tàn phá của trận động đất thảm họa trải dài từ các thành phố Hatay và Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ xuống các trại tị nạn phía Bắc Syria. Ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà đã đăng lời kêu cứu tuyệt vọng lên mạng một người sống sót ở karaman maras tên là shema đã đăng địa chỉ của mình và cầu xin sự giúp đỡ Cô viết, nhà chúng tôi đã bị phá hủy bởi động đất. Chúng tôi vẫn mắc kẹt bên trong và bị những bức tường đè lên. Chúng tôi không thể ra ngoài, pin của tôi sắp hết. Vào lúc 13 giờ ngày 6 tháng 2, khi người Thổ Nhĩ Kỳ và người Syria vẫn đang đối mặt với nỗi kinh hoàng của trận động đất đầu tiên, một trận động đất nghiêm trọng thứ hai xảy ra với cường độ tương tự 7,7 độ Richter. Tại thành phố Malatya thuộc tỉnh Gaziantep, một phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ chương trình truyền hình trực tiếp về thiệt hại do trận động đất đầu để cứu lấy một một cô gái trẻ và chạy đến nơi an toàn. Người quay phim tiếp tục ghi hình khi phóng viên bế cô gái trên tay và đưa cô ra khỏi một tòa nhà vừa mới sụp đổ gần họ. Phóng viên Melissa Sharman, 23 tuổi, sống tại thành phố Karaman Maras, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vì tôi sống trong vùng động đất nên đã quen với dung chuyển, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi trải qua điều khủng khiếp như vậy. Chúng tôi nghĩ đó là ngày tận thế. Có một vài tia hy vọng le lói giữa trận động đất tồi tệ nhất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939. Ngày 6 tháng 2, đài truyền hình NTV Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải tin tức về một đứa trẻ còn sống sót được kéo ra khỏi những tảng bê tông không khổng lồ. Bé gái tên là Jera, trong hơi choáng váng và đòi gặp bố, được quấn trong một chiếc chăn len và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhưng ở nước láng giềng Syri, nhiều người không may mắn như vậy. Ismail Mohamed, một nhân viên cứu hộ ở vùng nông thôn phía Bắc, Idlib đã khóc khi nói rằng 6 tòa nhà liên tiếp bị sập, 5 tầng biến thành đống gạch vụn khổng lồ. Mohamed nói, mỗi một mét vuông đều là nơi sinh sống của các gia đình và giờ họ đang nằm dưới đống đổ nát. Điều này còn tồi tệ hơn cả việc bị đánh bom cả khu phố đã bị tàn phá và đổ nát. Mohammed cũng cho biết thêm, tôi nghĩ đó là phút cuối cùng của mình trên trái đất. Tôi ôm các con, chúng tôi sống sót. Sau đó chúng tôi đi bộ xuống phố và tránh xa bất kỳ tòa nhà nào. Trải nghiệm này khó khăn, tôi đã la hét và các con không biết chuyện gì đang xảy ra. Các nhân viên cứu trợ cảnh báo rằng nhiệt độ mùa đông lạnh cóng gây ra nhiều rủi ro hơn cho những người vô gia cư, đặc biệt là những người còn sống trong các trại tị nạn và thị trấn ở miền Bắc Syria khi màn đêm buông xuống các nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót. Thưa quý vị, không chỉ người dân Thổ Nhĩ Kỳ mà người Việt sống tại tâm trấn trận động đất hôm 6 tháng 2 ở quốc gia này cũng không khỏi bàng hoàng sau thảm họa. Họ cảm nhận được sự rung lắc khủng khiếp và chỉ có thể cầu nguyện bình an. Khoảng tối ngày 6 tháng 2, chị Nam Phương, cô dâu Việt sinh sống tại Diyabaki, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa hết hoàng sợ. Khi nhớ lại trận động đất vừa diễn ra ban sáng, chị chia sẻ, đến tận bây giờ tôi vẫn còn sợ, quá hoảng loạn và kinh khủng. Đa số người dân ở đây đều ở chung cư nên khi động đất mọi thứ rung lắc khủng khiếp lắm. Dù mua nhà ở tầng 1 để có gì chạy cho nhanh nhưng cảm giác rung lắc mạnh vẫn khiến chị ám ảnh. Tuy sống cách xa khu vực xảy ra động đất, chị Kiều Anh ở thành phố Eskishehi cũng không khỏi bằng hoàng khi nghe tin. Tôi nghe tin về trận động đất vào buổi sáng khi đọc tin tức địa phương. Lúc đó tôi chỉ có thể cầu nguyện cho mọi người bình an. Từ Ankara, chị Ngọc An chia sẻ mới biết tin động đất vào sáng mùng 6 tháng 2 từ một người bạn ở Việt Nam, chị giải thích, ban đầu tôi không chú ý tới tin tức này quá nhiều bởi thực ra động đất ở thổ nhĩ kỳ là chuyện khá thường xuyên, bản thân chị cũng từng trải qua động đất, chị nhớ lại trước Tết âm lịch, khoảng 2 3 giờ sáng chị đang ngủ ở căn hộ tầng 10 thì cảm nhận rõ giường rung rất mạnh, như thể đang nằm có ai cầm giường lắc vậy chị nói lúc đó tôi rất sợ rung lắc chỉ diễn ra trong khoảng vài giây sau khi tin tức về hậu quả thảm khốc do trận động đất nổ ra chị cho hay chồng mình nắm bắt thông tin qua đài báo liên tục mọi người ở đó thật tội nghiệp chị trầm ngâm trong khi đó anh trịnh nam cũng sống tại ankara chia sẻ lúc sáng biết tin tôi thật sự bàng hoàng nhìn hình ảnh đổ nát như vậy tôi hiểu chắc chắn số thương vong sẽ còn nhiều anh nói, việc đầu tiên là tôi nghĩ đến những người bạn thổ nhĩ kỳ quen biết và gia đình các bạn sống ở các tỉnh đó. Vợ chồng tôi lên gọi điện nhắn tin hỏi thăm nhưng may mắn là những gia đình tôi quen đều an toàn. Anh cho biết thêm Karaman Maras, Gaziantep Antana là những nơi tôi từng đi qua, tưởng tượng cảnh tàn phá như thế thật đau xót. Hơn nữa, ở Thổ Nhĩ Kỳ đợt này đang bị ảnh hưởng của bão tuyết khắp nơi, nên khó khăn lại thêm chồng chất. Trong khi đó, theo những gì chị Kiều Anh quan sát trên các trang tin địa phương, khi người dân nghe tiếng nổ lớn, tâm trí họ trống rỗng và không kịp phản ứng, chỉ có thể chạy vội ra ngoài. Một số người không kịp mặc thêm áo, trong khi nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, khoảng âm 2 độ C và tuyết rơi nhiều sau thảm họa cộng đồng người việt ở thổ nhĩ kỳ đã nhanh chóng liên hệ và tìm kiếm những người bị ảnh hưởng chị ngọc an nhận thấy cộng đồng người việt ở thổ nhĩ kỳ hỏi han nhau trên hội nhóm rất nhanh chị cho hay mọi người gần như đăng tải ngay lập tức sau khi vụ việc xảy ra họ cũng nói nếu mọi người cần thì liên hệ với admin của nhóm hoặc đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ để được trợ giúp chị cầu anh cũng cho biết cộng đồng người việt có rất nhiều thành viên tốt bụng đang nỗ lực tìm kiếm những người bị ảnh hưởng để giúp đỡ Thưa quý vị, hiện đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình thảm họa động đất. Trong những ngày tới, đại sứ quán sẽ cử cán bộ đến một số địa phương có bà con bị ảnh hưởng bởi động đất để nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Thưa quý vị, hiện đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình thảm họa động đất. Trong những ngày tới, đại sứ quán sẽ cử cán bộ đến một số địa phương có bà con bị ảnh hưởng bởi động đất để nắm bắt tình hình và kịp thời hỗ trợ. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.